Nhưng thực chất, hai cá thể gắn kết với nhau và không thể sinh tồn được. Thí nghiệm hôm nay xong rồi. Phải tiếp theo. Các em có thể... Thầy ơi, thầy xem đây là gì? Tối qua vẫn còn là râu bạch tuộc bé tí, mà mới một đêm đã to thế này. Trông như sinh vật ký sinh dưới biển sâu. Khá giống với lát cắt từ mẫu nội tạng bạch tuộc biển sâu tôi thấy lần trước. Chưa từng thấy tổ chức biểu bì thế này. Cậu kiếm đâu ra đấy? Tôi phát hiện chỗ bãi cỏ dưới tòa nhà. Trước đó nước ngoài từng phát hiện một loài sinh vật quần cư biển sâu. Với lại chúng cũng có thể tự nhân bản sinh sản vô tính. Sao cậu biết tú vậy? Thế này đi, mình kiểm tra năng lông phôi bì trong bụng nó. Tại sao ạ? Nếu như nó thật sự là loài sinh vật biến dị sống thì mình có thể triển khai nghiên cứu khoa học. Chúng ta nên cẩn thận thì hơn chứ nhỉ? Coi lá gan của cậu kìa, Seda. Mau nhìn kìa. Sao nó động đậy vậy? Nó đang làm gì? Nước làm nó sống lại. Vậy sao? Hình như nó đang to lên. Tổ chức biểu bì của nó gặp nước, đã xảy ra biến đổi. Thầy làm gì thế? Tôi kiểm tra thử. Đây, trong thời gian ngắn thế mà phân chia thẳng luôn.
Thầy không sao chứ ạ? Có sao không bạn? Không sao. Thầy ơi, mình đi xử lý đi. Đi. Đúng đó thầy à, mình đi chuẩn bị nhé. Thí nghiệm đưa cái tế bào động vật rồi quan sát vài ngày. Dạ.